Ta làm binh, ngươi làm giặc. Cái gì? Lần nào ta cũng chọn chưa? Ta chọn xem ai làm tiểu binh binh. Qua đây. Khổng Tử xuống hạ giới, điểm binh, điểm xem ai làm tiểu binh binh. Ngươi, nhanh lên. Những người không có nhiệm vụ trở về vị trí cũ. Này, bắt đầu đi. Ô, chờ tí. Cái gì vậy? Người của người trẻ hơn ta nhiều quá vậy. Ê, vậy ngươi làm binh ta làm giặc. Trời, lần nào ngươi cũng tự chọn hết. Bá đạo quá đi. Thôi được, để xem sao. Này, vẽ vòng tròn luôn đi. Cái gì, lại là tôi đó hả? Thái thượng lão quân cấp cấp như luật định. Thi nhãn. Lại đây. Đưa tiền. Đợi sư phụ về trước đi. Làm gì gấp như vậy? Dám chơi dám chịu chứ. Ai bảo cậu chỉ có tư thế thôi, võ công không tiến bộ chút nào. Người ta không có phòng lưu, thật là phí đi thiếu niên. Ai giống như anh vậy? Lúc nào cũng vậy, giống như tình ngốc ấy. Giỏi nhất là cậu đó. Nhưng mà cậu có từng nghe nói không? Nghe gì? Thiếu niên mà ném chơi nhiều quá, trung niên thì hết được chơi, tới chừng già thì tới chừng đó. Chỉ còn xem người ta chơi thôi. Dạ rồi, cậu sẽ đi. Cũng tại ngươi không á. Lão già thì thật đáng ghét. Nương tài một chút cũng không được. Hãy ta phải thua tiền. Chà, hai đứa sao bay làm gì ở đây tùm lum hết trơn vậy? Sư phụ, chứ tập luyện võ công thôi. Vâng, luyện võ công mà. Mau chuẩn bị khởi hành đi. Mau kêu sư phụ phát lương đi. Sắp cái đầu đó. Mau đi chuẩn bị đi. Sư phụ. Sư phụ à, mới dụ nhiều đầu tiên mà nó nhiều như vậy, phát tài rồi ha. À phải, phát tài. Sư phụ, nói là sư thúc nó đi với một tay sao thế y vậy? À, lẽ ra tôi định mời y đến đây, nào ngờ y nói này nói kia, bực bội quá. Sau này đừng nhắc tới y nữa. Sư phụ à, vậy thì cũng phải đưa chúng tôi một ít tiền để đi mua đồ ăn. Cho mày cái đầu. Dạ không ạ. À, không thì ngoan rồi. Mau đi chuẩn bị. Người sống tránh ra tiên nhân hồi quy. Người sống không nên lại gần tiên nhân hồi quy.
Xong rồi, tất cả đứng yên nghe chưa? Này Hào à, chuyện gì sư phụ? Này, đây là tôi cho cậu cơ hội quay phong. Lát nữa cậu tự mình đưa Nhậm đại đường đến Nhậm già. Một mình tôi hả? Tôi mới lần đầu tiên. Chuyện gì cũng là lần đầu tiên. Sư phụ cho mày cơ hội biểu diễn mà có đi hay không? Đi, đi thì được rồi. Này này này, Hào à, khoan đi đã. Cái gì nữa đó? Còn nữa, lát nữa tôi đến Đông Tây Thôn giao luôn mấy cái này. Nhớ 8 giờ về đây đừng về trễ nha. Vâng. Cẩn thận nha lão già. Lâu nãy ông đi theo tôi đừng hại tôi đó. Nếu không thì tập chết đó. Ơi, tại sao cái kẹo này ngon quá vậy? Đương nhiên rồi, tiểu thư mang từ Trung Quốc về đây đó. Tại sao tiểu thư không về nhà ở mà ở đây nhỉ? Các người không biết hả? Không biết. Nghe nói cô tiểu thư nói rằng lão thái gia trước đây vẫn thường đưa chị đến đây chơi. Hèn chi chị mới về đây cho nên nhất định nó phải chơi thiệt lâu mới đi đó. Cút mà, đi mau. Này cô, cô à, cô. Ê, cô không sao chứ? Này cô ơi, tôi chỉ đùa thôi mà. Chứ rồi giờ làm sao đây? À, hô hấp nhân tạo. Thiệt thời trước cũng phải ráng chịu thôi. Trời ơi, sao tỉnh lẹ quá vậy? Xui xẻo quá. Này cô à, đừng sợ. Đó không phải là ma đâu, chỉ là cương thi thôi. Cô không biết hả? Sư phụ của tôi là ma địa, là một đại pháp sư. Tôi là đệ tử của ổng, là đệ tử của giới Thái Sơn Bắt Đẩu đuổi cương thi. Cô không tin hả? Tôi đã đuổi đi rồi, không tin thì coi nè. Thấy chưa, không tìm thấy là phải không? Những gì anh nói có thiệt không đó? Vậy có nghĩa là macaron ở nước ngoài đó hả? Thì không, thiệt mà, không tin thì quay đầu lại nhìn đi. Đừng sợ, có tôi đây mà. Này cô à, đừng sợ. Có người trừ ma ở đây, chắc chắn là không sao, không tin quay lại nhìn coi. Thấy chưa? Này cô à, nghe lời tôi lắm. Để tôi kêu em biểu diễn cho cô coi ha. Bảo y bay là quay, bay là bay, thì cũng đó. Vậy kêu nhảy đi xa xa một chút đi, càng xa càng tốt. Nhảy đi xa một chút. Kêu nhảy xa hơn chút nữa. Xa nữa. À đúng rồi đó. Bây giờ đủ xa chưa? Ý, ủa? Ê này cô à, còn có nhiều trò biểu diễn lắm. Tôi không xem đâu.
Cảm ơn tiểu sư phụ. Không cần gọi tôi là tiểu sư phụ, gọi tôi là A Hào được rồi. Thế cô tên gì? Tên tôi là Châu Châu. À, Châu Châu. À, chết rồi, cương thi đâu rồi? Người sống không được lại gần, tiên nhân hồi quy. Người sống tránh xa, tiên nhân hồi quy. Người sống tránh xa, tiên nhân hồi quy. Người sống tránh xa, tiên nhân hồi quy. Ê, làm ơn đi nhanh chút có được không? Trời, người ta làm cương thi, ngươi cũng là cương thi. Sao mà đi chậm chậm quá vậy? Phù dụng quá, đi nhanh lên đi. Ôi trời, đầu biến mất rồi. Phiền phức thiệt. Cảm ơn. Thì trà âm đêm á, con cá mặn này về đây để mà mổ hả? Không phải mổ mà là giải phẫu. Chúng tôi nghiên cứu về nhân loại học. Từ nước Pháp xa xôi đến đây là muốn nghiên cứu cương thi của Trung Quốc và mộc nai y của Ai Cập, ma cà rồng của Châu Mỹ, để xem có gì khác biệt nhau hay không. Nếu như tôi nghiên cứu thành công thì giải Nobel năm nay nhất định là sẽ thuộc về tôi. Chết rồi, biến đâu mất rồi. Chết rồi. Bây giờ cũng đành chịu thôi. Này, siêng năng quá vậy. Muốn lấy lòng sư phụ hả? Luyện cái gì? Giống như cậu hay sao? Sư phụ, tôi về rồi. Tôi giải quyết xong hết trơn rồi. Thì ra Nhậm gia hả, rộng lớn lắm. Còn có rất nhiều tiền nữa. Ở đó còn rất nhiều người nữa. Giờ sao còn có rất nhiều ba, nhiều mẹ. Nhiều cái đầu ngươi á, nhiều chuyện. Nói xong chưa? Có cần nằm đây ngủ không? Không cần. Sư phụ chờ lâu lắm rồi đó. Dọn đồ lên đường thôi. Khui. Xin lỗi nha, bức thiệt. Này, ông cho uống gì vậy? Là kích tố. Tất cả sinh mệnh của con người đó đều do quá trình vật lý và sinh học mà thôi. Tôi đang cố gắng chứng minh những gì mà tôi đã biết. Tôi nhất định là phải lấy óc của họ ra để mà hóa nghiệm. Nếu như có phản ứng gì, đó chẳng qua là sự phản ứng của thần kinh. Đè tay chân của y giùm đi. Vâng. Thank you.
Ai, đừng sợ, đừng sợ. Đó là sự phản ứng tự nhiên thôi. Để qua chút đi. Xong rồi, xong rồi. Xin qua chút nữa. Xong rồi. Chỗ đã canh tư rồi. Giờ phận đạo cũng đã qua rồi. Còn chưa thấy người ta đưa thái gia đến. Này, mùng 6 hay mùng 7 gì? Người đưa tin đó cho tôi nghe rằng á. Mùng 7 mà. Mùng 7 hả? Hôm nay mới hôm đêm mùng 6 mà. Đêm mai nó mới là mùng 7 mà. Ngày mai mới mùng 7 hả? Trời ơi, ông đó đúng là càng già càng hồ đồ rồi. Nên đây mọi người nghe đây. Thì ra bác Long đã nghe lầm hết rồi. Không phải đêm nay mà là đêm mai mới nên tiếp lão thái gia về đây. Mọi người dọn đồ cất trước đi. Cẩn thận nha. Cháu cháu đâu rồi? Chuyện gì ba? À, cháu cháu à, không phải đêm nay mà là ngày mai. Con nghỉ ngơi chút đi. À, bác lão mà bác thu dọn đồ coi chừng. Để cày với lửa, đừng có để có sự nhầm lẫn nữa nha. Ngày mai chúng ta mới chuẩn bị lại. Sao vô lý quá. Rõ ràng là đêm nay mà. Sao lại là đêm mai cơ chứ? Chẳng lẽ mình nghe nhầm thiệt sao? Hôm nay làm gì cực chọc như vậy? Chúng ta đi uống vài ly đi. À được. Chuyện gì vậy? Nguy rồi. Chúng ta đi muộn hết một bước. Thì ra đây nóng gì quá hả? Bởi vậy mới đưa ra đây chơi đó. Quá này đẹp quá hả? Đi đi mà. Có nhiều đồ để mua quá. Không biết ở đây có cái đó không hả? Trời ơi, mới đây là muốn nghỉ bài bạ hả? Trời ơi, ngốc quá. Tìm một chút cơ hội không được sao? Sao tôi chưa từng nghe qua chuyện này vậy? Sao? Tìm cơ hội gì? Trời ơi, vì cô nương này xinh đẹp quá. Trông quen quá vậy. À, tôi nhận ra cổ rồi. Trời, lại cái chiêu này đó hả? Hãy mà người đẹp là nó có quen. Nè, tôi quen trước nha, không có được giành nha. Cô gái đâu có phần ở trước sau đâu. Đồ ngốc, tôi trước mà. Ê, thưa cô muốn mua gì vậy? Xin cứ tự nhiên. Làm ơn gần đây có hàng gì mới không? Có.
Có chuyến hàng này chúng tôi mới vừa nhận được. Cô coi nè, hàng của Pháp đó, đẹp lắm. À được, tôi mua 3 mét. Này cô Châu Châu, anh là tôi A Hào đó. Hôm trước đuổi cái kia giùm đó, cô nhớ không? Thì ra có quen thiệt hả? Đó, à tôi nhận ra rồi. Anh Hào à, anh cũng đến đây mua hàng hả? À, tôi rảnh, tôi cũng thường đi đến đây coi có hàng gì mới để mua. Chà, có cái mùi gì kinh quá vậy? Ông ơi, cái đó là mùi thơm ở trong vải thôi. Bởi vì đúng là đồ nhà quê à. Không biết thì đừng nói bậy. Sau này không đưa ngươi đi nữa đó. Châu Châu à, y là người theo tôi, Đại Pháo Cường. Đại Pháo Cường. Châu Châu à, thấy cái gì thích hả? Đôi bông tai này cũng đẹp lắm. Làm ơn cho tôi xem đi. Ừ, coi cũng được quá chứ. Ê, cái này là cái gì vậy? Bánh bích quy sô-cô-la, cứ lấy đi ăn đi. Ăn được thiệt sao? Trời ơi, bị điên rồi hay sao hả? Cái đó là xì gà, chứ đâu có phải để ăn đâu. Đúng là nhà quê. Sao là nói sô-cô-la có thể ăn được? Ngốc thiệt, không biết ăn mà lại tham ăn. Thôi đừng nói nhiều nữa đi đi. Cho chồng xin lỗi nha. Được lắm. Xin lỗi nha. Thưa cô, ở đây còn có phấn thùng rất là tốt. Sức vô rồi, bảo đảm là sẽ rất thơm. Thật đó. À, gói giùm tôi đi. Cho tôi coi cái sợi dây chuyền này nữa đi. Thế à? Được rồi, cái thằng quỷ mày chơi ta nè. Làm gì đó? Làm gì vậy? Lột quần đi, lột quần đi. Sao kỳ cục quá vậy? Đồ đấy tiền. Tôi đừng có muốn đâu, tôi bị người ta hại đó. Đừng có như vậy nữa nha. Tôi không thể dừng lại được. Đây tiền. Châu Châu ơi, trở lại đây đi. Trở lại đây đi. Châu Châu. À, thì ra mày hại tao hả? Châu Châu, người ta giải thích đi. Không cần giải thích, cái thằng quý này. Châu Châu, Châu Châu. Sư phụ. Chào sư phụ. Sư phụ dùng trà. Nói tới thì tức chết đi được. Chuyện như vậy, đêm hôm qua lão già của tôi bảo tôi chuẩn bị toàn bộ nghi thức để mà đón lão thái già di thể trở về. Nào ngờ chờ đến canh tư mà vẫn không thấy bóng ma nào cả. Nè, chắc là bị nhầm lẫn đưa đi qua cái làng kế bên. Làm gì có chuyện đó. Nhầm già chân của chúng tôi chỉ có một mình lão thái già của tôi thôi, làm sao mà nhầm lẫn cho được. Chẳng lẽ nào lại là có thể nhầm? Tôi nghĩ rằng họ nhầm lẫn thì có. Rõ ràng là mùng 7. Mà đâu có lý nào mà tôi nghe sai cơ chứ. Chết trời. Đêm hôm qua mới mùng 6 cơ mà. Ăn ngầu. Ông đúng là già rồi, hồ đồ quá đi. Ăn đi. Sợ tao bị bệnh phổi hả? Không phải, tôi muốn chờ luôn A Hào. Sư phụ ăn trước đi. Cái thằng quỷ sứ, mày chơi tao hả? Sư phụ. Ê, ông già đó, cậu có quen không? Mặc dù A Hào này quen hết cả thiên hạ, nhưng mà không quen người này. Vậy tức là không quen rồi. Hèn chi sư thúc sợ ẩm lắm. Nói gì đó? Tôi nói sau này không được nhắc tới tên đạo sĩ thúi đó. Hả? Sư phụ ơi, bao lâu rồi không đánh răng hả? Cái thằng xuất sinh này, cái chuyện lúc nãy là chưa tính nợ với mày đó. Còn dám nói nữa hả? Sư phụ à, sư phụ cứ ăn hết thức ăn này đi, tôi kêu thức khác. Không cần kêu, tao kêu cho mày vài món lên trên phòng ăn. Thiệt hả? Sư phụ ơi, không cần phải tốn kém như vậy, ăn ở đây được rồi. Không được.
vậy thì thiệt thòi cho cậu lắm. A Cương ăn đi, đồ ăn của mẹ trên lầu, đi lên chỗ ăn đi. Khỏi khỏi sư phụ, khỏi, tôi không đói. Đi lên đây. Chuyện gì vậy? Đồ quý mà không nói cho tao nghe hả? Nè được rồi, mày cứ đi từ từ mà ăn đi. Cái gì? Bị thủ giữ ăn mất rồi hả? Vâng sư phụ, tôi biết là tôi không đúng mà sư phụ. Hay là vậy đi, tôi rót trà xin lỗi sư phụ được không? Ngồi yên đó. Đồ quý, còn nó muốn lừa tao nữa hả? Cái thằng khổ kiếp này, lời nói nào của mày cũng không có thật thà cả. Được rồi, để sư phụ mang ra đây, chới mày mới được. Đừng mà sư phụ, đừng mà sư phụ. À được. Mày sợ đau lắm phải không? Nếu mà không muốn bị đau thì phải nói ra hết đi. Nói mau. Sư phụ ơi, tôi nói thiệt nha, tôi mới vừa thức dậy thì cứ sắp mất rồi, còn nói dối đó hả? Nói mau. Nói chưa? Mày thấy tao lợi hại chưa? Nói chưa? Sư phụ ơi, cứu mạng, sư phụ. Sư phụ ơi, tôi đang ở dưới ăn đồ, giống như đang bị người ta đập trận vậy đó. Ở chỗ này đau, chỗ kia cũng đau, đau muốn chết thì được. Mày có phải trúng tại không ạ? Tôi bị sư phụ đánh thì có, phải không sư phụ? Sư phụ ơi, đau quá à. Thật quỷ này. À, hay quá ha. Đúng là đồ quý mà. Những gì sư phụ dạy thì không học, học toàn mấy cái chuyện tà thuật. Đúng là đồ súc sinh. Sư phụ ơi, sao nên không dám nữa đâu. Tin tôi đi mà, cái xác nó bị người ta ăn cắp thiệt đó. Mày đáng chết lắm. Cái gì đâu? Tụi mày còn dám đùa nữa hả? Nói cho tụi mày biết nha, nếu như cái xác nó lọt vào tay của những người không có biết cương thi thì thế nào cũng bị thi biến đó. Nghiêm trọng như vậy, sư phụ à, lo tìm cách chứ bây giờ. Nếu không thì không ổn. Còn phải nói, bây giờ chỉ còn cách là một người giả dạng làm Nhậm Thiên Đường để chúng ta giao cho Nhậm già. Sau khi người ta an táng xong rồi mình mới đào trở lên. Hay quá hả sư phụ? Cái trò này cậu gây ra thì cậu phải gánh tai họa này. Hay quá sư phụ. Mày cũng có ngày hôm nay. Trời ơi, cậu phải chôn sống đó hả? Mày muốn chết cũng không dễ đâu. A Cương, cậu phụ trách đưa xác đi. Vâng. Sư phụ ơi, nhớ đến đúng giờ. Nhậm lão thái gia hồi quy, mau cho nghênh tiếp Nhậm lão thái gia đi. Khoan đã. Trời ơi, cái mùi gì thúng quá vậy? Tam hồn quy cố hương, mau chuẩn bị, mau chuẩn bị. Tụ kim bồn. Lão thái gia nhảy qua tụ bảo bồn. Cha, Nhậm lão già, đừng có làm cho cái lá bùa này xúc ra. Hồn vía của cái xác còn chưa ăn định, đụng vào nguy hiểm lắm. Thật không hả? Bởi vì trước khi an táng còn phải làm pháp sự. Chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Tốt lắm, mọi người tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Nghi thức nhận thi bắt đầu. Chào chào. Không được vô phép. Sư phụ. Nhậm lão già, ở đây ai là người thân thuộc trẻ tuổi nhất vậy? Tức là sao? À, tôi sẽ làm một cái pháp sự gọi là thoát thai hoán cốt. Nếu như người mà trẻ tuổi nhất ra cùng ra đây, nếu mà làm pháp sự thì sẽ đại cát đại lợi, đại phú đại quý đó. Sư phụ, bây giờ có thể bắt đầu được chưa? Nghi thức bắt đầu. Bây giờ chúng ta phải cùng lão thái gia sủ khỏe, chọn giờ tốt. Quay người lại đi. Ê, cởi đồ ra. Ê, sư phụ bảo tôi làm cương thi, đâu có bảo tôi làm gái đâu. Đừng nói nhiều nha. Mau lên đi. Tiểu sư phụ à, đang nói chuyện với ai đó? Dạ không, không, không. Tôi đang niệm kinh thôi mà. Cởi màu. Nếu không tôi bảo sư phụ đánh người một trận nữa đó. À được lắm.
Nhậm lão gia. Sư phụ, có gì xin dặn dò, mang dụng cụ qua đây. Lùi ra, lùi ra. Cầm đấy. Đi theo tôi nhé. Tôi bảo cô làm thế nào thì cô cứ làm theo những gì tôi nói là được rồi, cứ không phải sợ. Đồ quỷ, muốn lấy mạng của tao hay sao? Cạo lưỡi của người để mà người vạn đời vạn kiếp đại cát đại lợi. Cạo tiếp đi nha, nếu không không sạch đâu đó. Cạo tiếp đi, cạo đi, cạo đi. Cạo rồi quạt, cạo tay. Cạo tay của người để người đi tới đầu thì cũng có của hoành tài. Cạo chân. Vâng. Cạo chân của người để người xuống tới dưới đó đánh mặt trượt với người ta cũng không bao giờ thiếu nợ. Tiểu sư phụ ơi, tại sao bắt tay tôi vậy? À, không sao, không sao. Lão thái gia lúc còn sống có phải là thương cô lắm không? Phải, bởi vậy tình ruột thịt đó mà. Không sao đâu. Nhắm mắt lại, tiếp tục nha. Qua đây, qua đây. Pháp sự hoàn tất, mang những đồng tiền ra đây. Hạ tám. Để xem người nào suy xẻo nha. Người xui xẻo rồi. Đúng là đồn gì. Làm cho người có thể thúi quá đấy này. Sao mà tấm quài cũng còn thúi vậy? Lần này đúng là thúi cả ngàn năm luôn. Tôi cũng vì mọi người thôi mà. Nếu không phải làm cho thiệt là giống thì thế nào cũng bị bể chuyện. Sư phụ nói là tôi làm đúng mà. Thôi đừng nói nhiều nữa. Còn nữa không có đổ thêm vài chai cho đây đi. Hết rồi. Đổ hết mười mấy chai rồi đó. Sao mà còn thúi quá vậy? Thúi đầu người còn tắm nữa. Tắm cả ngày rồi còn tắm. Có chân bị lột da luôn đó. Này đứa tụi bay mau đi ra ngoài. Kiếm cái xác về đây. Đi đâu tìm? Đi đâu tìm hả sư phụ? Mày không biết ra ngoài lấy tin tức hay sao? Nhận được tin tức gì về đây nói cho tôi nghe. Làm cho mình mấy tôi rêm đau thế này. À, đại đội trưởng. Đại đội trưởng à, tôi nghĩ sáng hôm nay đến thắp nhang cho cha tôi. Không ngờ đạo đây bị người ta đào mất quá mồ. Thực ra tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Toàn bạc châu báu thì không bị lấy đi, chỉ mất cái con cá mặn thôi. Cái xác của cha tôi mất rồi, ông phải tìm lại đây. Nếu không à, nhậm gia của chúng tôi sẽ bị tuyệt tử tuyệt tung. Được rồi, nhậm gia chấn đâu có rộng lớn bao nhiêu đâu. Không phải đại đội trưởng này là người khoác lác đầu, nhưng mà ý chí đi thế nào tôi cũng tìm được. Thế còn phải bao lâu đây? Hả? Bao lâu? Đại đội trưởng, đội trưởng, có chuyện như vậy à? Nhậm lão gia yên tâm đi, chuyện này tôi lo cho. Bây giờ ở trong hương công sở xảy ra chuyện rồi, tôi phải trở về thôi. Này này, này tự coi đi. Trời, lại là số 2. Người nào cũng có số 2. Chết xong chết sớm một tí. Hại tôi đem một quà, thua tiền quá chứ. Cái gì à, ba con hai hả? À không có gì, tôi nói có ba cái xác ở đây thôi. Nào mau dọn mấy cái xác này ra ngoài đi. Vâng.
Đại đại trưởng, ba người này chết thê thảm như vậy, không mau điều tra sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Nhậm gia thôn đó. Ông làm bảo an đội trưởng, nhất định phải tìm được hung thủ. Tôi hiểu rồi. Ý giác ngươi trúng ta hay sao? Chắc chắn là như vậy thôi. Không phải trúng ta, mà là thi biến. Nó bậy cái gì đó. Tôi mới vừa biết được rằng Nhậm lão già vừa chôn cha quy ngày hôm qua, sáng hôm nay mất xác. Bây giờ lại có ba người chết theo cái kiểu này, chắc chắn là bị cương thi cắn đây. Vậy chính là cương thi giết người rồi. Còn nữa, kể từ khi ông thầy Pháp cùng với lại hai tên đệ tử của y đưa cương thi đến đây, thì ở trong thôn của cho nó bắt người có người chết. Ba người này chắc chắn là có vấn đề. Này này, nói chi nhiều nữa, còn không mau đi bắt họ cho rồi đi. Phải đó. Vợ, không liên quan tới tôi đâu. Thật đấy, không liên quan tới tôi đâu. Thả ra đi. Các người vô dụng quá. 18 năm sau chúng ta vẫn là một trang hảo hán mà. Các người không cần sợ. Tôi không kêu các người ăn than đâu. Các người thò to gan lắm. Ở địa bàn của tôi mà dám lừa gạt người ta. Các người mau cầu trời khấn Phật tìm cho được cái xác về đây. Nếu không nữa hả? Hay có chết người hay thương tổn gì tôi tính cho các người hết. Cái gì? Người họ đổ hay sao? Còn phương pháp không đấy? Phương pháp Nhậm gia chết của chúng tôi chỉ có cái phương pháp đó là các người phải đi chứng minh rằng các người không có tội. Không phải là chúng tôi phải đi chứng minh các người vô tội đâu. Này, đừng nói là tôi không nhắc nhở nha. Không có tội các người không bắt được cương thi đâu. Để xem sao. Nó cái gì vậy? Bắt người được rồi. Thế mà cương thi thì không bắt được. Bây giờ Nhậm gia chấn mọi người đều sợ quá, không còn du khách nữa. Vô lý quá. Có biết rằng như vậy tổn thất bao nhiêu không? Đương nhiên là ông không biết rồi. Thôi mọi người đừng nóng. Cho tôi thêm thời gian đi được không? Được. Tôi cho ông thêm vài hôm. Nếu mà chưa bắt được cương thi về đây, thì ông tốt nhất đi về quê hốt phân bò. Tôi có thể lăn xe ông lên, cũng có thể đá cổ ông xuống đó. À, được rồi, yên tâm đi. Có tiền thì oai lắm sao? Nhưng mà đúng là có tiền là oai thiệt đó. Tiền là vắng nắng mà. Đừng có bao giờ chống đối đồng tiền. Tào đại trưởng. À, chú Đại Xuân sao đến thăm tôi vậy? Dạo này ông mua bán khá chứ? Ai, bây giờ đâu còn ai dám đi ra ngoài chơi nữa chứ. Cho dù mua một tặng một cũng không có ai tới. Mấy đêm rồi ngáp rồi. Người này là ai vậy? Là con của tôi Tiểu Tam. Mau chào hỏi đi. Chào đội trưởng. Đại đội trưởng, A Xuân này làm người là người rất là mau lẹ và biết điều. Lần này tôi đến đây nói một cách dễ nghe, đó là không có chuyện gì thì không lên Tam Bảo Điện. Còn nói một cách khó nghe thì không có mắt đi thì không vào nhà vệ sinh. Tức là có chuyện chứ gì? À, Tào đội trưởng à, nếu như mà ông đồng ý nhận con trai của tôi nhất thì tôi sẽ tặng cho một cái thiệp khách quý. Mỗi lần mà có hàng mới tới thế nào cũng cho ông được hưởng trước. Thế nào? Bộ người thích đi đến lắm hả? Vâng vâng. Nói lý do thử coi. Ông muốn nghe lời thành thật hay là lời nói dối? Nói dối nói trước đi. Làm việc có thể trừ bạo an lương, phục vụ xã hội, tạo phúc bá tánh. Tốt lắm. Nói lời thành thật đi.
Tôi nghe người ta nói rằng nhà mùng sát khí lớn, cho nên muốn đến đây để mà lánh nạn cũng có trí thức. Còn có tôi đã nhìn thấy cương thi đó. Vậy ư? Này đạo trưởng, nhớ giữ tôi lại đây. Nếu không cương thi thì là cũng đến cắn tôi. À được, không phải không được. Thế có cống hiến gì không? Có chứ. Cha của tôi biết đại đội trưởng là một người đạo nghĩa lắm. Mỗi một tháng chi xài rất nhiều, cho nên có một kế hoạch phát tài, bảo đảm đội trưởng phát tài thăng quan. Thật hả? Thật chứ. Cái gì đây? Cái này là bộ trang bị để mà bảo vệ cương thi không được lại gần. Này, qua đây thử đi. Đem cái này vào rồi, cắn chỗ này không được, cắn chỗ này cũng không sợ. Còn nữa, đi ra ngoài không cần sợ bị đập đầu. Nè, bóp cổ tôi đi. Cái chiêu này gọi là thượng hạ lưỡng đầu. Này, Tam ca. Chà, cả con đường im lặng quá, không có một bóng ma. Đêm hôm nay thế nào cũng tìm được quyền lợi. Tam ca, cái trò này có an toàn không? Yên chí đi. Nói chung là gặp cái gì động đậy, đừng có quay đầu lại, chỉ cần đập là được rồi. Vâng. Trời ơi, tôi nhịn cả tuần nay rồi. Bữa hôm nay được ra ngoài, nhớ tới mấy cô ở thành lầu, thật là hấp dẫn quá. Phải đó, đêm hôm nay trong tình hình này, bình yên bảy lặng như vậy, muốn kiếm các cô cũng thật là dễ lắm. Phải đó. Đương nhiên rồi, còn nhớ Nguyệt Thanh Tử Vi không? Chờ mình tới nhé. Tập ca, có người đánh đầu tôi. Đừng có quay đầu lại, đập trước cho tính. Ủa sao không thấy vậy? Vậy làm sao? Không cần biết nhiều, chạy là thượng sách. Đừng cắn tôi, đừng mà. Này, đại đội trưởng, ngừng nghĩ ra những cái thứ này. Thật chẳng là làm sao, chỉ biết lừa dối người ta thôi. Sẽ hại chết nhiều người lắm, có biết không hả? Phải đó, hại chết người ta. Im lặng, mọi người bình tĩnh. Trấn trưởng à, tôi cũng là một nạn nhân mà thôi. Người đâu, thì cứ xác ra đây. Trời ơi, là Tiểu Tam Tử. Này, mọi người nghe đây. Dụng cụ phòng vệ này lại vô dụng quá. Là chính cái tên là Tiểu Tam Tử này thiết kế ra. Bây giờ gãy ông đập lưng ông đâu liên quan tới tôi chứ. Tôi cũng bị y hại đấy. Cái tình khổ kiếp này. Đập chết người, đập người. Mọi người đã chết rồi, đừng mà. Trấn trưởng à, tôi mới vừa phát hiện ra một chút manh mối. Ít bữa nữa có thể phá án. Đừng có nói bằng cái miệng. Đừng nói tôi không cảnh cáo ông. Ông chỉ còn thời gian 3 ngày thôi đấy. <笑>你们一个一个都没胆子，我是随便说说的。 难怪你们一辈子当小兵啊。 我死还不如你们死。 老哥。 Đội trưởng à, thả chúng tôi ra hả? Thả các người ra ư? Khoan hãy vui mừng rồi, tôi có điều kiện đó. Chúng tôi đâu có tội đâu. Ai nói rằng các người không có tội?
Tôi có thể kiện các người cái tội phản cách mạng. Nếu không nhận tội thì sẽ bị giam giữ suốt đời. Còn nếu nhận tội thì cho các người một cái cơ hội. Lập tức đi bắn. Cái gì? Nhìn cũng chết, không nhìn cũng chết. Không đâu. Ở trên đời này còn có một cái loại gọi là được bảo lãnh tại ngoại. Ở trưởng này là một con người rất có tình nghĩa. Bây giờ cho các người một cơ hội, lấy công chuộc tội. Tức là sao? Đơn giản lắm. Trong vòng 3 ngày phải bắt cho được cương thi về đây thì coi như mọi chuyện quê hết. Còn nếu không thì cái mạng của các người lành ít dữ nhiều. Chờ chúng tôi thêm dài hôm có được không? Sư phụ vậy sao? Đành phải liệu thôi. Lão quỷ già đó thật là đáng sợ. Mai mốt mà có mấy cái trò như thế này hả? Cầm súng chỉ đầu tôi cũng không đi đâu. Này, mới đây muốn rút lui hả? Được rồi, tôi mang cậu về, giao cho đại đội trưởng đó. Anh Hậu. Anh Hậu. Ờ, Châu Châu. Cô đến rồi hả? Xin lỗi nha, vì ông có tôi liên lụy đến quý vị. Đừng nói như vậy. Sư phụ của tôi là nhất đại tông sư, rất có tinh thần nghề nghiệp. Nói chung là vì người ta, vì tất cùng có phải không? Vâng, đúng rồi đấy. À, cô Nhậm à, tôi làm chuyện từ trước đến giờ có trước có sau, cho dù có chết cũng vậy. Đối với lại cương thì hút máu, tôi có thể sẵn sàng hy sinh. Sư phụ à, ông của tôi lúc nhỏ thương tôi lắm. Quý vị đừng có làm khó ổng, đừng làm hại ổng. Nếu không thì cả cuộc đời này tôi cũng không được yên ổn. Ngốc quá. Thế nào cũng có cách mà. Bây giờ tạm thời chưa có thôi. Hay là tôi đưa cô về nhà trước, giờ từ từ mới tính kế sau. Giỏi dữ. Sư phụ à, tôi đi trước nha. À được, cẩn thận nha. Đi. Ê, cẩn thận đó. Coi mày kìa, đứng giống như là khúc gỗ vậy. Thấy A Hào chưa? Có cơ hội là lên đi. Chẳng cách gì suốt cuộc đời mày làm ban chủ. Ban gì? Ban đầu xanh đó. Đi mau. Tôi nghe đội trưởng nói quý vị chỉ còn có 3 ngày. Trong lòng tôi lo quá. Ý chí đi. Đi tới nơi rồi tự nhiên sẽ có con đường tiếp mà. Bất quá thì lánh nạn. Tức là sao? Thôi không có gì, là một trò chơi thôi mà. Đi. Cô đừng có lo buồn quá. Cái xác của ông cô đó thì rất có thể bị người ta nhầm lẫn thôi. Không chừng thì lại bị lạc đường. Nhưng mà thế nào cũng tìm được. Cái gì đó? Cái đồng hồ. Lúc còn nhỏ ông có tôi tặng cho tôi. Ở trong còn có tiếng nhạc nữa đó. Sao không có tiếng rồi? Đương nhiên rồi, phải lên giới thiệu mới có tiếng chứ. Này, Châu Châu, cô đứng một bên trước nha. Cái lão già đáng ghét. Ông thiệt là hay lắm. Đi chơi đây đó, hại chúng tôi phải ngồi tù. Châu Châu đừng sợ, ông sợ nhất là tôi đó. Mà theo tôi đi về. Ông. Sao bây giờ ông mới giữ quá vậy? Thank you.
Này, linh hồn của tôi. Chạy mau lên. Chẳng đâu mà bắt tôi ngày lên sân nữa. Ngày giữa ban ngày mà cũng có thể hiện thân. Nhận ra mình rồi, vô lý quá. Ngươi cũng là cương thi hả? Ta mới chết mấy ngày, ngươi định đi đâu? Đi về Nhậm gia thôn. Tôi cũng vậy, chúng ta cùng đi. Ngay cả bùa cũng ăn được luôn à? Kinh quá. Đừng sợ, đi theo ta. Không có hiệu quả gì hết vậy. Âm dương ngũ hành, bát quái hợp nhất mà cũng chẳng ăn thua gì, lợi hại thiệt. Người đi trước đi. Sao ngươi không sợ gì cả vậy? Ta đã có tim lên đầu. Ngươi đi trước đi, không cần phải sợ gì cả. Ngươi làm gì? Đi tiểu? Cương thi cũng đi tiểu hả?
À phải rồi, Cương Thi đâu có bắt tiểu đâu. Là cái thứ này thần kỳ quá vậy. Chẳng biết tại sao Cương Thi mới nghe thấy cái tiếng này thì đứng yên, dường như là tập trung lắm. Phải đó, giống như bị người ta điểm huyệt vậy đó, không hề cử động. Cô Nhậm mà, có làm cho cô sợ không? Ủa, ông tránh xa đi. Tôi nghĩ cái đồng hồ này rất có thể khiến cho Cương Thi tạm thời đình chỉ hoạt động. Này cô Nhậm à, bây giờ trong tay của cô có bao nhiêu cái đồng hồ này? Chỉ có một cái thôi. Ông có tôi mua ở bên Nhật Bản về cho tôi đó. À, nếu mà như vậy thì tôi muốn mượn đỡ cái đồng hồ này. Mượn thì được, nhưng mà sẽ sao phải trả lại cho tôi nha. Nhớ đấy, yên chỉ đi đương nhiên rồi. Sư phụ à, sao có tới không? Cậu hỏi tôi hỏi ai? Chờ chút thì biết. Mới đây giải quyết xong rồi. Này này xong rồi. Nghĩ sư phụ hay lắm. Nhãn huyệt, nhĩ huyệt. Ê, không được, cứu mạng. Người trời vô ích thôi. Mau lên giới thiệu đi, nhanh lên đi. Bất bạn rồi, tôi bất bạn rồi. Im miệng đi sư phụ. Ông ổn quá đâu nghe tiếng nhạc. Cái đồ quỷ này. Mau buồn thì khí ra. Hả? Mau thả hết thì khí của nó ra đi. Ờ vâng. Sư phụ ơi, khẩu khí quy còn thối hơn cả ông nữa chứ. Ê, có lộn không vậy? Mới đi hết tiếng rồi. Lúc nãy mới xoay có hai cái à? Trời ơi, chết rồi. Cố lên nha, tôi đang lên giới thiệu đó. Chờ chút đừng khóc, chờ chút đi mà. Trời, sao không có tiếng vậy? Trời, đứt luôn rồi. Trả lại cho ông nè. Xin lỗi nha. A Hào, mau giúp một tay. Yeah.
chị mà cũng không có tác dụng à. Trời, tôi không có làm gì cả, sao Leon không tới tôi đâu? Sư phụ, làm sao bây giờ? Còn sao nữa, chạy máu. Sư phụ, giang giữ chút đi, giữ chút đi. Tôi đang lấy sợi dây xích. Không sao, không sao, bình tĩnh. May quá, đừng có để ta gặp lại người nha. Các người không đi, ta đi. Sư phụ, chờ tôi với. Này, đến lượt tôi. Mau quá vậy. Cũng tại đại pháo dừng hết đó. Làm gì thì không làm, chỉ liếc ăn. Mà tới chừng làm việc thì chỉ làm hỏng đồ. Sợi dây xích đó cũng làm hư. Bởi vậy như vậy là chết người đó. Ê, bộ tao muốn hay sao? Người ta có khi lỡ tay mà. Gấp quá biết làm sao giờ. Ê, tiếp tục đi. Trời ơi, muốn lấy mạng người ta hay sao hả? Gãy xương bây giờ. Bây giờ tôi đang giúp cậu đó, còn ồn nữa hả? Vậy thì cậu sao cho tôi đi. Hai cái đứa tụi bay thật là vô dụng. Tới chuyện đó tụi bay chết. Thôi đừng có ồn. Sư phụ đang suy nghĩ kìa. Ê, không biết sư phụ đã nghĩ ra gì chưa? Còn cố tình hỏi. Bộ dễ như là đàn hay sao? Ê, mới vừa nói gì đó? Đâu có gì đâu sư phụ. Lúc nãy rõ ràng tôi nghe nói mà. Đâu có mà sư phụ. Ê, nói rằng sư phụ đang đàn đó. À đúng, có cách rồi. Ngày mai phải tìm mấy người mù đi đến cục cảnh sát. Làm gì vậy sư phụ? Chúng tôi xong rồi, nhanh lên đi. Chờ sư phụ nè. Tới liền đây này. Đang mặc đồ làm gì hối chứ vậy? Chà, coi cũng được quá ha. Người nào cũng mù hết hả? Phải, mù không à? Đi đâu tìm vậy? Sư phụ, mặc kệ đi. Chỉ biển rằng được có cách là được rồi. Bây giờ, sư phụ cầm đi. Chúng tôi đi tắm. Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu. Dừng. Báo dừng rồi. Chẳng biết làm cái trò gì. Thở nữa tôi muốn đi điên cái đầu rồi. Dừng đi. Hey, hả? Được lắm. Tiếp tục đi. Đừng có dừng lại. Vâng.
Thở đi. Được rồi. Cởi dây ra đi. Thả. Hay quá. Thành công rồi. Lần này coi người có biến thành cái bánh hay không. Sư phụ, đại công cáo thành rồi, bây giờ làm sao? Còn sao nữa? Mặc dù hơi nhẫn tâm một tí, giờ gì cũng có cái xác này trả lại cho người ta. Mau dọn đi nhanh lên. Sư phụ ơi, không khiên nổi. Hai đứa ta bị vô dụng, ngày thường ăn nhiều quá. Tới chừng khiên miếng đá thôi cũng không có sức. Mạnh lên đi. Bởi vì các người không chửi, không có chịu làm. Ủa, sao không có vậy? À phải, không thấy. Không có. Sư phụ, còn không có xuất chiêu. Sư phụ, dường như được đó. Phải đó, xong rồi. Nhậm Thiên Đường, lần này bắt được ngươi rồi. Đừng nói nhiều nữa, đưa hắn về. Sư phụ à, nếu biết sớm ra cái chiêu này thì đâu có chuyện. Ôi, kéo tôi. Ah, 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 ah
không? Không sao. Sư phụ ơi, cứu mạng. Mà mau hít sáo đi, nhanh lên đi, để dụ nó qua đây. Làm sao mà hít nổi? Thổi cái nổi gì? Tôi hết chung nổi rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi. Tiêu rồi. Lại thêm một mạng. Đi qua mau. Này có sao không? Không sao. Thôi được rồi, đi mau. Sư phụ à, trời trời đến cứu mình, bây giờ chẳng lẽ bỏ đi? Trời ơi, con ma này chẳng lẽ cắn cháu hay sao? Nói gì sao được, chỉ nghe thấy tiếng nhạc thôi, nếu không lại nổi điên đó. À, có cách rồi, qua đây. Nhanh lên, nhanh lên. Mau lên đi. Nói thiệt dài đi, nhanh lên, nhanh lên. Sư phụ, sư phụ à, chiêu này cũng vô dụng, bây giờ làm sao đây? Còn một chiêu cuối cùng. Chiêu gì? Lánh nạn. Hoàn cảnh của chị bây giờ nguy hiểm lắm, nếu như mà đại đội trưởng bắt được, thế nào cũng sẽ bắn đó. Như là chết chắc rồi. Cho nên phải mau chờ có chỗ này càng sớm càng tốt đó. Vì chúng ta mau về dọn đồ đi. Muốn chết hay sao? Có cần phải ăn tối luôn không? Châu Châu à, chờ anh nha, anh nhất định sẽ về tìm em đó. Đi mau lên đi, còn nói chuyện nhiều nữa, muốn chờ mất mạng hay sao? Nhanh lên đi, anh nhất định trở về. Nhớ chờ anh, nhớ bảo trọng. Anh bạn, các người đi rồi chúng tôi làm sao? Đội trưởng, ba người này đều là người tốt mà, thả họ ra đi. Nhậm gia chấn chết với bao nhiêu người cũng là do họ gây ra, không có đáng thông cảm. Chết là đáng đời rồi. Thành thật chi buồn. Cha ơi, cha, cha hãy văn xin chấn chuẩn đi. Nếu như họ biết trước như thế này, sao không cẩn thận? Nhậm gia chấn bây giờ ra nông nỗi này, không trách họ thì còn trách ai nữa? Chấn trưởng, có thể cho họ thêm một cơ hội không? Cùng Nhậm mà, chúng tôi là những người chấp pháp, đánh cái bọn tội phạm không thể nào mềm lòng. Xin lỗi, chẳng giúp được cô. Chuẩn bị hành hình. Đừng. Châu Châu, lần này kiếp số khó thoát rồi. Sư phụ, tôi không muốn chết. Tôi từ nhỏ tới lớn chưa có bao giờ gặp tay một cô gái nữa đó. Sư phụ, tôi ăn không vô đâu. Cậu không chết cũng vô ích thôi. Cậu đánh nửa biến thành cương thi, được ăn thì ráng ăn, chết no còn hơn là chết đói đó. Nè, cố gắng ăn cho no nha. Đã tới giờ.
chết rồi, chết rồi. Hậu ca. Anh Hậu, không thể chết được. Chuẩn bị. Sao không sao vậy? Ờ, phải đó. Sao thế này? Ai thế? Sư Thúc. Mày là có tôi đấy nha. Bình phần hai ngã. À, yêu quái phương nào đến đây dám chơi đảo thuật hả? Trấn trưởng, xin hãy nghe bần đạo nói một câu. Người là ai vậy? Nhìn tôi ăn mặc như vậy là biết tôi là ai rồi. Vụ này tôi đã điều tra từ lâu rồi. Cái chuyện Ngưng Thi tôi bỏ lại. Hy vọng là trấn trưởng hãy thả họ ra. Trấn trưởng, thế nào? Thôi được, thôi được. Cho họ thêm một cơ hội đấy. Thế tôi có thể đưa họ đi được chứ, trấn trưởng? À vâng. Vậy ông đưa họ đi đi. Đi thôi. Thôi đi đi đi. Đại sư, đại sư, còn chúng tôi làm sao? Nghiêm. Bên phải quay. Bước đều bước. Đại sư xin mời. Bữa hôm nay chấn trưởng đã cố tình dọn cái tiệm này để mời quý vị. Hy vọng rằng quý vị mau bắt được Cương Thi để chúng tôi có cuộc sống bình thường. Yên tâm đi, không thấy sư thúc của tôi oai phong lắm sao? Có sư thúc của thầy hả? Đừng có sợ gì cả, yên chí đi. Này, mới đây định đợi người ta ra hả? Lại nói bậy nữa rồi. Nói cho các người biết nha, đừng có tưởng rằng cặp báo vật đó. Sư phụ. Sư phụ, anh Hào không lên tiếng là không ăn đồ, bây giờ làm sao đây? Ủa rồi, lại có thêm một Cương Thi rồi. Sư phụ. Tôi bảo cô rằng nếp cho chín rồi đắp lên tay, có làm chưa? Rồi, vậy là được, không sao. Người ta nói người cũng tình. Cái trò đó chỉ có thể trị được phong thấp mà thôi. Chị bệnh phải trị gốc không trị ngọn. Người gom xong rồi ta đưa cho người gọi thuốc. Đi đến tiệm thuốc không thuốc về, để mà mài mấy cái thuốc đó đắp cho y là khỏi ngay. Thôi ăn cơm đi. Dùng đũa. Sợ lần tôi bị bệnh phổi hả? Không có một chút hiểu biết về vệ sinh. Sư phụ, sư thúc, xin mời dùng cơm. Chính tụi mà có thể nhìn được cái tên nó quá giật nhặt. Bữa nào ăn cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Tại vì ngươi quen ở chợ rồi. Sư phụ à, để tôi gấp cho sư phụ một miếng nha. Không ăn, chẳng ngon tí nào. Cho Châu ăn đi. Cảm ơn. Ê, dùng đũa công cộng. Ờ. Không cần. Ăn như thế này cũng được rồi. Sao vậy? Con người của tôi dân chủ lắm. Thiểu số phục tùng đa số đúng không? Ăn đi, ăn đi.
Coi cái tướng của ông ăn kìa. Tôi thật là chịu không nổi ông rồi. Tại móc chân rồi lại móc mũi. Này, lại có tôi sinh ra để cho ông chửi hả? Ông là cha của tôi sao? Bây giờ tôi đang bỏ tiền vô tướng của ông đó. Cảm ơn. Nói ông cũng chẳng hiểu. Ông là khâm tin, dám ra ngoài nhận đệ tử, đúng là làm hỏng người ta. Mắc mớ gì ông chứ? Tôi biết rằng từ nhỏ tới lớn ông đâu có coi trọng tôi đâu. À, là tại vì ngươi dở hơi thôi. Con người của anh lúc nào cũng vậy, chẳng có cái chiêu gì cả, cái gì cũng học nửa đường. Nhận vụ làm ăn đầu tiên thôi đó làm tôi hỏng như thế này rồi. Ông không xấu hổ tôi cũng cảm thấy xấu hổ đó. Sư Túc à, vậy Sư Túc có nghĩ ra được cách nào không? Cường Thi bây giờ đã bị người ta tiêm một mũi rồi. Tôi đã từng đối phó rồi, dùng mau sơn thuật của chúng ta thật là không được. Vì ông có nói chuyện với em hả? Người chết rồi, tam thất thì chẳng có gì nói, ngũ thất là bắt đầu nói chuyện mà, sao cửu thất thì nói thiên quả. Vậy thì sư thúc dạy tôi nói đi. Được, đợi ngươi chết rồi ta dạy ngươi. Thôi dẹp đi, tôi chẳng tin rằng á, khi không có người ở đây thì ông trời sẽ sập. Này này này, nổi giận hả? Châu Châu, còn nhớ ông của cháu sanh ra lúc nào vậy? À, tôi nhớ mùng 9, tháng 9 giờ hợi. Như vậy đã là thuộc thủy, thủy quả tương xung, kim. Sư thúc nghĩa là sao? Thêm dạy hôm nữa là âm lịch mùng 18 tới giờ hợi, đúng là thiên cửu thực nhật. Như vậy nhậm gia lại là tỏa bắc hướng nam, chúng ta sẽ chiếm thiên cơ tới chừng đó, ẩn tấu thắng quyền. Nói từ nãy giờ chẳng hiểu gì cả. Đương nhiên rồi, những thứ này sư phụ cũng không có dạy. Trong mười mấy năm qua tôi tự mình tu luyện mà ra. Thế ông có tôi có sao không? Yên tâm đi, chỉ có thể lấy ra những thành phần hóa học ở trong người của ông thì ông ấy có thể yên nghỉ rồi. Các người ăn cơm xong rồi tôi sẽ chỉ. Mama đĩa chuẩn bị dụng cụ. Có lộn không hả? Ngay các tôi cũng chơi tôi hả? Sư phụ ơi, đừng có lo giận nữa. Bắt cương thi là quan trọng, lúc nào cũng vì sĩ diện. Nghe lời sư thúc đi mà. À, tụi bay giúp ổng hay giúp ta hả? Này, tụi bay có biết ta nói gì không?
đi, không kịp rồi. Sư phụ, xong rồi hả? Xong rồi. Sư thúc mà sao còn cử động được? Còn ba cây. Này lão già, người già rồi đâu còn trí nhớ tốt nữa. Còn ba huyệt đạo phải không? Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Xem đây này. Nhìn cho kỹ đi, coi còn thiếu ở đâu. 108 huyệt đạo của con người còn thiếu chỗ nào? Đủ hết rồi. Đủ rồi. Hay quá, thành công rồi, hay quá. Là ông giải quyết hả? Này, dì đi đâu? Sư thúc, sư phụ. Ê, đây, đây. Cái thằng quỷ này mới ăn mặc giống như mấy thằng Tây đi đâu đó. Hả? Sư phụ à, chúng tôi bỏ nghề, lần này thầy chơi chu, đi qua bên Kim Sơn để mà đào vàng. Bye bye, giỏi giỏi lắm. Này. Ê. Vô lý thật, tuổi trẻ bây giờ thật là vô tình vô nghĩa. Tôi nghĩ rằng họ thông minh thì đúng hơn. Này, đệ tử của tôi chửi liên quan người ta ông. Sao lại qua tới tôi? Sau này anh cứ đi theo tôi hay không? Sao cũng được, theo thì theo. Sợ gì? Nếu mà theo thì phải chiều tôi nha. À, chiều thì chiều. Quan trọng nhất là không được bóc mũi, không được gãy chân gãy tay. Tôi không có thói quen đó, tôi sao phải chiều? Vậy thì đừng ở đây đi. Ôi, thì đừng ở đây đi, sợ gì? Ôi, thúi quá.